khơi khỏi đồng dòng nước và dòng đống ba. Chợ Phú Bình, bến đò ngang. Nơi bến đò chợ Đồn là khúc cua của dòng Đông Ba. Sừng rồng vừa đi từ dưới dòng Đông Ba chạy ngược lên. Nắng chiều, 5 giờ chiều. Nắng đang còn rực sáng. Em vui xin chào tất cả bà con. Đây là một đoạn đường của Ngô Duy Anh. Và đây là ngã ba, nhìn rất giống cảnh trong phim. Khúc cua của đường Đào Duy Anh là ngã ba và tuyến đường mới, tuyến đường ven sông Đông Ba. Bắt đầu nhìn dãy nhà hai mặt tiền. Chiều chiều nhìn cảnh sông à, con đò mặt kia chứ, đò chiều, đò túi à, dòng Đông Ba. Bên kia là cuối đường mặt đằng, cũng có đường ven sông giống như bên này. Công trình đã hoàn thiện đi vào hoạt động, nhưng mà ở đây bà con sinh sống đây hình như môi trường ít vệ sinh thì cũng không được sạch sẽ cho lắm. Những hàng cây mát mẻ đấy chứ. Múc nước từ cây à mẹ. Khỏe. Ở đây. Đường đấy riêng làm riêng là sống ở đây mẹ hả? Sống chứ, trong cây trong đó chắc sống ở đây. Sạch sẽ. À dạ, con điện đi chứ đầu hả? À dạ, yeah. Chưa sáng đó, chưa hoạt động. À, chiều chiều ra đây là nước để tưới cây à, trong cái hoa màu đỡ tốn nước. Dạ. <Yeah. cười> Ở bên dòng sông cũng mát mẻ hết nghe ha, mùa lục thì cũng vất vả khi nước lên. Mà đường nhà cửa ở thấp thì nó bị ngập lụt, ngày hè thì mát. Đó, tuyến đường ven sông bê tông chắc chắn. Bên kia còn xóm mà bà con sắp mà làm cả mà đò thuyền được nhiều ấy. Thuyền đò còn đầu bên bến sông. À, những cái đường xuống bến này. Đó, trời mát gì sợ chứ. Khu vực này thì có nhà, có hàng cây nó che bóng mát buổi chiều. Mát rơi lắm. Bên kia có cái hoa phượng nữa đẹp chứ nó. Đó, nhà cửa dần dần ở chỗ mô khang tan.
đường này đi thẳng về ngay mũi cầu Bãi Dấu. Ở đây cuối con sông Đông Bá đó, nơi sông Đông Bá giao nhau về sông Hương, sông Bạch Yến, ngã ba sông nghĩa. Chiều bà con bỏ cái bàn ra đây ngồi ăn uống vui chơi này. Bên kia là cầu Bãi Dâu, bên dưới là dòng sông Đông Ba, nơi mà giao nhau với sông Hương. Khu vực này bà con làm đò, và những chiếc đò đó song song với đường Đào Duy Anh. Đường đi chắc chưa thông lên cầu được, người ta chưa làm thì phải. Đó, bên kia thì có đường đi xuống đi lên đường Bạch Đằng được rồi, nhưng mà bên này thì ngược lại, mấy góc cầu thì chưa có đường đi lên. Đó, cầu Bãi Dấu đó bà con. Chưa có đường đi lên trên kia, phải đi ra các cái kiệt nữa đây, ra lại với đường Đào Duy Anh đó. Kiệt này ra đường không? Được hả? Dạ, cảm ơn ông. Kiệt nhỏ nhỏ thôi này. Lên. Dạ, xe. Việc này thì vừa hai chiếc xe chở nhau nhỏ. Anh ăn lò mì thơm mì. Ui chà, đường phức khuyểu cái chà. Rồi ra đường thôi đó. Anh nhà bà con xin sống đông đúc. Ra là với Đào Duy Anh, đoạn cuối đường đó bà con. Đó, bên kia là cây cầu nữa. Bên kia là cây cầu Bó Vinh, nơi bắt đầu sông Bạch Yến đó, cùng giao nhau về nhà ba sông sông Hương. Đường về phố cổ Bá Vinh. Ra rẽ phải là cầu Bãi Dấu đó. Wow, trời, giờ này còn nặng ghê chứ. Nóng giờ chiều. Tiếp tục về thăm phố cổ. Đình làng Bá Vinh. Ngay đầu phố cổ. Nặng quá, che màn. Túi bụi luôn. Rồi. Nhà mà nằm cái hướng nóng nặng á mọi người. Che đầy. Khi mua hết nặng bây giờ ra, nó nóng ghê lắm đó.
Rồi bắt đầu nhiệt nó tỏa ra từ các tường nữa. Bức tường nhà nóng lắm. Đó, có bên xong thì có phòng nhau à. Bên Thượng Hải. Kiều Kiều Lai Rai. Coco đây. Thời xưa thì cái phố này rất là lớn đó, trung tâm giao thương của thời đó, vì có bến đò sông nước, tàu thuyền và qua lại giao thương từ các nước. Sau này thì không còn hoạt động cho nên là nên bao nhiêu tập trung lên trên Đông Ba cả. À, còn ngôi chợ cổ Bảo Vinh đó. Còn bây giờ đường xã xung quanh này người ta đã đổ dừa đồ đồ, đường râm lế cao lắm bác không. Đường xã đó cũng ngon lành. Xưa là có cảng Thanh Hà, cổ Bảo Vinh đó, nơi giao thương. Bảo Vinh Địa Linh, nơi ngọa đường mang tên ngày nay. Hương Vinh, vì đi là thuộc phường Hương Vinh. Đây thì cảnh quê nè, hiền hữu bên dòng sông nhỏ, nhà cửa thì cũng vườn tược rộng rãi, rồi các cái ngành nghề thủ công, nghề làm tường ống tạo đó. Đây là giao nhau cảnh ngã tư đường Nguyễn Văn Linh. Bên này sẽ đi qua Hướng Sơ đây. Từ đây có chùa là chùa Hướng Khê, tổ dân phố là Khê, phường Hướng Vinh, đây vẫn còn Hướng Vinh. Đây là đỏ, khả năng là đình làng Hướng Khê, rồi Lát Khê, rồi bên Hương Sơ thì có Lê Khê, có những cái tên làng năm xưa gắn bó đến trừ với bà con đó. Đây ngôi đình nhà thờ chị nữa. Về quê thì nhìn cảnh nhà thờ đình nhiều lắm. Đó, đình nhà thờ
khê Hương Vinh. Một số nơi đoạn đường thì cũng có nâng cấp. Sẽ có một cái kiệt đi thẳng ra, vậy là khu quy hoạch Hương Sơ ngày nay hình như rẽ phải đó bà con. Ồ, về đây thấy cảnh khỏi lắm chiều bên dòng sông nhỏ gọi là cái hoái đó. Đây kết thúc đường chúng ta đi là lúc nãy từ là đường Tân Quý Cáp đó, đi thẳng bên kia nữa, và ra đây là giao nhau đường Tảng Đà, đường tỉnh lộ 19. Hôm nay sẽ đi ra Hương Toàn, Hương Cân về xỉa về Quảng Điền đó bà con. Khu vực này là đang thuộc Hương Sơ, quá cha nặng quá. Hương Sơ thì có khu quy hoạch rộng lớn ngày nay. Đây ngang ngã tư đường xanh đường đỏ này là bắt đầu là hai bên là khu quy hoạch Hương Sơ. Chán luôn, lúc này là hướng 5 giờ chiều rồi đó, nặng ghê chứ, thì đường nó còn nóng đó bà con, nặng chiều mà vẫn nóng. Ở hai bên này là khu quy hoạch của Hương Sơ đó, nhà ở ngày nay họ bà con ở đây làm nhiều lắm, về đây sinh sống đúng. 5 giờ 20 chiều nặng ghê chứ. Đi ra tầm cái hướng Tây Bắc, nắng chói chang. Đó, những dãy nhà mặt tiền, khu vực này, ngày mai nhìn ra một cái khu đô thị của Hương Sơ đó, còn đi ra nữa thì sẽ là cảnh đồng về Hương Cân, Hương Toàn. Nắng quá trời chang. Như thế nào này, hồi chiều nay thì bọn bà con cũng thấy thú vị đi xem. Như bà mọi người không quên nhận like, đăng ký kênh để ủng hộ em vui nha, để thăm Huế nhiều hơn. Bà con hãy nhấn chuông, nhấn vào thông báo, và chuông thông báo để nhận những video mới em gửi đến bà con những hình ảnh về Huế. Chẳng những nhà đẹp ghê, cao tạo nhiều tầng. Diệp Văn Kỳ, chào ơi công viên rồng tới ơi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.